Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay là rằm tháng tư, thì cũng có ba nhà tín chủ xin trai tăng, thì cũng không ngoài vấn đề sanh tử. Vừa nãy cô gì đó có nhắc nhở công ơn của cha của mẹ, rồi cổ cảm động cổ khóc. Thì không phải riêng mình cổ mà tất cả chúng ta đều phải vậy. Và chính cái đó là cái đau khổ nhất, nhức nhối nhất từ ngàn xưa, chứ không phải mới đây. Vấn đề sống và chết. Chính vì cái vụ đó mà Thái tử Siddhartha mới bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, bỏ ngay vô luôn để đi tu. Thì trước khi đi tu, Ngài không còn thích cái gì hết. Ngài từng sanh ra nhiều kiếp khổ sở, kiếp này làm Thái tử sung sướng vô cùng. Mà Ngài thấy rồi đây cũng phải già thôi, cũng phải bệnh, cũng phải chết. Ngài xin vua cha đi tu, vua cha không cho. Đi có mình Ngài là con một thôi, mà đi là ai nối ngôi vua? Thì Ngài nói là Ngài sẽ kính cha, nghe lời cha dạy. Nếu cha giải quyết cho Ngài ba điều, thì một đó, thì vua cha Tịnh Vạn nói cha là vua mà, con xin cái gì mà cha có thể làm được thỏa mãn cho con, cha đều làm hết, miễn con đừng đi tu. Thì Ngài xin ba điều. Thứ nhất là cho con trẻ mãi không già. Giờ quý vị đây ai cũng muốn cái đó hết, tôi cũng muốn vậy nữa. Thứ hai là khỏe mãi không đau, không có bệnh hoạn gì hết đó, sống gì đó, ngày nào cũng như ngày nấy. Đời ta là đóa hoa sen. Còn cái thứ ba là sống hoài mà đừng có chết. Ba điều thì chúng ta thấy ai cũng muốn ở đây, không có người nào không muốn hết. Phải sanh ra cõi trần này rồi, bây giờ sống bắt đầu có hiểu biết, cho tới lúc sửa hấp hối sắp chết thì cũng mong ước ba điều đó thôi. Mà không phải từ Thái tử Siddhartha, mà trước đó mấy ngàn năm bắt đầu có lời người, và mãi mãi vì sao thì cũng vậy thôi. Trước trăm năm nào đã có tôi, mà trăm năm nữa tôi đồi cũng chẳng có. Trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ, nhân sanh thất tập cổ lây. Con người sống 70 tuổi là khó kiếm rồi. Như vậy thì cuộc đời không có ý nghĩa gì hết. Sống để rồi chết, chết rồi đi đâu, rồi luân hồi lợi luân hồi bằng cách nào, mà cái gì còn để luân hồi? Đó là vấn đề nãy cô đã đọc. Thì chúng ta phải tìm hiểu, tìm hiểu để rồi chúng ta hiểu biết rồi, thì cha mẹ mình chết, mình có nên mừng hay nên buồn? Chết không phải là một điều đáng buồn, mà cũng không phải là một điều đáng mừng. Mà chết như thế nào, cái đó là cái quan trọng. Nếu người có tu biết đường đi thì chết mình phải mừng. Như cha mẹ mình có tu mà có triệu chứng giảng sanh, trước khi tỉnh táo thấy Đức Phật A Di Đà, Quan Âm lại rước, rồi rờ thì cái đỉnh đầu còn nóng, để 8 tiếng rồi rờ đỉnh đầu còn nóng, giờ thiêu ra xá lợi mấy ngàn viên. Thì như vậy cha mẹ mình mất, mình có nên khóc không? Nó là điều đáng mừng, chưa chắc mình được như vậy nữa. Thì chúng ta thấy đó là cái phước báo tu nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp này không, mà kiếp này phải tiếp tục. Còn nếu cha mẹ mình lúc còn sống mà đánh bài, chơi giỡn, hưởng thụ vật chất, ăn mặn, không ăn chay nào, đến chùa thấy thầy thấy chùa là ghét, thì chết là không có xá lợi, thiêu tro. Như vậy đáng mừng, đáng mừng. Mà coi cái trạng thái mất chưa, chứ đâu phải chết là đáng buồn. Sanh ly tử biệt mà, sanh thì sống thì ly cổ, mà chết rồi thì mất, mà đâu có mất. Mình phải biết lúc còn sống, sống với cái gì, khi chết còn lại cái gì, đi đầu thai bằng cách nào. Mà muốn biết cha mẹ mình đầu thai vào đâu thì cứ coi cuộc sống hiện tại của bà. Thì đạo Phật rất là rành, đừng có khóc, và coi trước khi chết có tỉnh táo hay không. Rồi để 8 tiếng rồi tay chân cứng ngắc hay là mềm,
Rồi giờ coi trong xuống sốt, trong thân chỗ nào còn nóng sau cùng. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh túc hạ hành, địa ngục khước đề xuất. Ở trên đầu, đỉnh đầu thì là bậc thánh, nhập lưu nhất lai bất lai. Nhãn sanh thiên là trên cái trán đó, thì sanh về cõi trời vô sắc. Mà nếu có phát nguyện Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn thì thượng sanh. Còn cái mặt từ cái trán trở xuống thì sanh về trung sanh, tức là cõi trời sắc giới. Còn cái ngực còn nóng nữa thì hạ sanh, tức là sanh về cõi người. Nên nó chỉ phát nguyện một cái ba cõi này thì Phật A-di-đà tiếp dẫn liền. Nhưng mà cái tâm nguyện mình, cái định lực mình tới đâu thì mình nhảy sanh tới đó. Cái đó Phật A-di-đà chỉ tiếp dẫn thôi. Nếu mình học lớp 5 thì qua đó Ngài đưa mình vào lớp 5, chứ đưa vào lớp 8 mình làm sao học. Còn nếu mình mẫu giáo, mình không có giữ giới, không có tu gì hết, thì Ngài đưa qua đó mình cũng chịu không nổi. Nhớ ăn uống, nhớ chơi bời, nhớ thuốc, nhớ cà phê, rồi làm sao qua đó được. Thì mình thấy cũng như giáo hội Phật Thích Ca hay giáo hội đây. Nếu mình còn ghiền vợ con, còn ghiền thuốc lá, còn ghiền rượu chè thì vô đây là tôi không có nhận. Dù nhận cũng chịu không nổi nữa. Không có rồi làm sao sống. Nó đã ghiền rồi, đã dính mắt rồi, thành ra phải giữ năm giới. Thì sống sao chết vậy thôi. Thành ra tôi mong mấy bà là phải cố gắng giữ tám giới, ăn trường chay, tiệc dục. Thì cái hạnh đó mà đâu phải làm dễ. Có người ăn chay đó là 10 ngày cũng không xong. Thành ra Đức Phật đó là kém nhất, là phải 10 ngày chay thọ năm giới. Thì cái đó giỏi lắm, đắc cõi trời dục giới thôi. Thành ra bây giờ chúng ta phải tìm hiểu cái cuộc sống hiện tại là sao, rồi sau khi chết phải đi về đâu. Thì cái sống sao thì cái chết ngay bây giờ trong cuộc sống của mình. Thành ra chúng ta có hai thế giới. Ráng nghe nha, để biết cha mẹ mình là cha mẹ chưa tới thì mình độ cha mẹ. Độ cha mẹ đó là độ cái tâm của cha mẹ, cái linh hồn cha mẹ ngay bây giờ. Mà cái tâm ở đâu thì đó mình phải học cho nó kỹ. Còn cái xác thân của cha mẹ thì đó bên ngoài này. Còn cái tâm cha mẹ là cái hiểu biết của cha mẹ, nó nương vào xác thân để nó phát hiện. Thì trong đạo Phật chia ra làm ba cõi. Đời hồi đó tới bây giờ cũng ba cõi thôi. Cõi dục là ham muốn chiếm hữu bên ngoài. Cõi sắc là chiếm hữu bên trong. Cõi vô sắc là không trong không ngoài. Cõi này kêu thường ngoài đời thì kêu là thượng giới. Còn chiếm hữu bên trong nó kêu là trung giới. Còn chiếm hữu bên ngoài kêu là hạ giới. Thì mấy ông phải hiểu để coi mình bây giờ ở cõi nào. Cha mẹ mình đang ở cõi nào. Cõi hạ giới đó là mấy ông bà sống với con mắt nhìn sắc đẹp, tai thì thích nghe tiếng hay, mũi thích ngửi mùi thơm, lưỡi thích ăn đồ ngon, thân thích xúc chạm trơn láng mịn màng. Còn cái tư tưởng đó thì luôn luôn nghĩ tới điều ác. Tức là người ta nói là sắc, tài, danh, lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Đó là cõi đê tiện nhất. Nếu mình chìm đắm trong đó thì một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh, bốn là Atula. Thì cõi này là không bao giờ thành Phật được. Chưa có giữ giới, giữ là tà giới, tà định, tà huệ. Còn muốn cao nữa là phải thọ năm giới. Tức là một là không sát sanh mà phải phóng sanh, hai là không trộm cắp mà phải bố thí, ba là không tà dâm mà phải tiết dục, bốn là không nói dối mà nói lời chân thật dịu dàng, năm là không ghiền các chất sai, nhất là rượu, mà phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Thì chúng ta nhìn bây giờ nó ăn chay không được. Để thọ năm giới là phải 10 ngày, dưới 10 ngày là không có thọ được. 6 ngày, 8 ngày, 9 ngày cũng không được, ít nhất 10 ngày. Còn ai trai trường đó thì quý nhất. Thành ra người giữ năm giới mà ăn chay trường tôi rất là mừng. Ví dụ quý vị phải biết lời thuốc nó cũng có linh hồn. Mà linh hồn là cái vô hình. Nó có mà quý vị phải ngồi thiền quý vị mới nhận được nó. Nó không bao giờ chết và không bao giờ ai đụng tới nó được. Dầu ông Phật,
cũng không đụng tới nó được. Nó mà trong đạo Phật thường kêu là thần thức, mà bây giờ khoa học tiếng nó kêu là gì? Khoa học thì kêu là năng lực. Cái năng lực là không bao giờ ai đụng tới nó, không bao giờ ai giết được hết. Nó là cái nguyên nhân đầu tiên để tạo ra tam giới. Thành ra vật chất có thể biến thành năng lực, năng lực có thể gom lại thành vật chất. Thì hồi xưa không biết cái vụ này, chỉ biết năng lực là năng lực, còn vật chất là vật chất. Năng lực đưa tay ra tụng cái năng lực đụng chúa gom lại, sẽ có ổ bánh mì vật chất hiện trên bàn tay. Khoa học nói là nói dốc. Đạo Phật nói cái này là tự nhiên thôi. Không những bây giờ mà mấy ngàn năm về trước, ngoại đạo bên Ấn Độ nó có thể làm được. Nhưng mà cái đó ấu trĩ thôi, đối đạo Phật nó không thuộc đó. Đó chúng ta kêu là thần thông, có thiên nhãn thông. Cũng như bây giờ nước chẳng hạn, thì nếu chúng ta là người, chúng ta thấy nó là nước, có thể tắm rửa uống được. Các nhà khoa học thì thấy nó là H2O, nitro oxy, tức là chất khí thôi. Còn mấy nhà điện tử thì thấy hydro là một điện tử âm, một điện tử dương, oxy 16 điện tử âm, 6 điện tử dương. Còn loài ở dưới nước thì thấy nó là cái chỗ ở, nhà cửa của mình. Con cá nó thở bằng nước. Rồi các cõi trời thì thấy nước là ngọc lưu ly. Rồi tới các nhà siêu điện tử nữa thì thấy không có nước. Mà đó là năng lực thôi. Năng lực là gì? Là phá bỏ cái H2O oxy 16 điện tử âm dương, hydro 1 âm dương, mà bắn bỏ cái điện tử 1 âm dương này thì mất, còn lại một cái luồng năng lực. Cái này là nguyên nhân đầu tiên, cũng là nguyên nhân cuối cùng. Các vị nhập lưu nhất dạng lai bất lai láng mới thấy được cái này. Cái này là cái sanh ra tất cả dạng vật, chúng sanh và các pháp, mà đạo Phật kêu là thần thức, hay kêu nôm na là linh hồn. Thì cái này mấy bà mấy ông không nhận được đâu. Nhưng mà ngồi thiền cho lâu, 2 tiếng trở lên, thanh tịnh nhận được nó. Thành ra đạo Phật bắt buộc mấy ông bà phải ngồi tịnh tọa. Mà tịnh tọa muốn tâm thanh tịnh nhất thì phải coi cái thể xác cho thanh tịnh. Tức là trong các oai nghi đi đứng nằm ngồi, chỉ có cái thế ngồi là dễ nhận nó nhất. Còn nếu mình khá rồi đi đứng nằm gì mình có nhận được hết đó. Còn nếu sơ cơ là nằm là nhập thiền liền, ngủ liền. Chỉ cho ngồi thanh tịnh. Tại sao vậy? Vì ngồi có thể đóng chặt 6 căn. Con người sẽ dĩ luân hồi sinh tử, nó là do 6 căn. Mắt thấy sắc thì nó ưa nó chịu, tai thì thường nghe những cái điệu âm thanh, mũi thường ngửi mùi thơm, lưỡi thích ăn đồ ngon, mà vị ấy là phóng tâm ra tùm lum là 6 cái con trâu quan. Mà chúng ta chăn một lần 6 con thì không thế nào chăn nổi người sơ cơ. Thành ra phải ngồi lại, mắt dòm bên trong, không có ngó bên ngoài rồi. Ngồi dòm cái khoảng trời rộng mênh mông để mà cái tâm hồn mình nó mở rộng. Tai thì không toàn nghe tiếng bậy bạ, tiếng dữ thề, câu niệm Phật. Mũi thì không ngửi đồ chiên xào nữa. Lưỡi thì không còn nếm đồ ngon nữa. Đó thì bây giờ đóng hết 6 căn này, 5 căn này rồi, còn có cái ốc là không đóng được. Thành ra quý vị phải để ý, cái ốc là cái gì? Cái ốc là cái đầu mình. Rồi quý vị phải để ý, trong thân có 3 con. Một là cái thân vật lý, thì cái đó chúng ta ở ngoài thường kêu là địa ngục. Địa ngục là nhốt mình ở trong đó tối hù, không có cái biết, không có sự sống. Thì trong mình cũng có đủ địa ngục. Là mắt thì có ghèn, tai có cứt rấy, mũi có cứt mũi, miệng có đồm nhớt, lỗ tiêu, lỗ tiểu. Mấy cái đó là chưa có sự sống, chưa có cái biết. Thì đạo Phật kêu là địa ngục vô gián. Nó tới mấy ngàn mấy triệu năm nó nằm vậy hoài, nó không có gián đoạn. Rồi sau này nhân một cái nhân duyên, nó mới lên được tới địa ngục hữu gián, tức là
khoa học kêu là căn, kêu là sinh lý, rồi mà cái kia vô dáng kêu là vật lý. Nói vậy thì sinh viên nó hiểu liền, học sinh nó hiểu liền. Vật lý trong mình đó là gàn, là nước tiểu, là phấn, là mồ hôi. Và bên ngoài đó là cái nhà, cái quạt, giày, dép, nón. Nó không có sự sống, nó chơi liền vậy thôi à. Thì bao giờ mà nó mới tiến lên tới người ta cả mấy ngàn, mấy triệu, mấy tỷ năm, thì chúng ta phải biết cái địa ngục đó là lên được tới cõi cao là khó lắm. Mà muốn sa đọa xuống thì dễ ợt à. Ai mà có cha mẹ về mắng chửi cha mẹ, đánh đập cha mẹ thì ngay bây giờ là mất cái tinh, mấy cái tâm rồi. Tâm là tâm địa ngục, trơ lì, không còn biết ai hết, chứ là có lỗ nẻ chung lên thì phải chịu thôi. Nào đấu tố cha mẹ làm nhiều việc ác thì không còn. Chúng ta để ý, chúng ta biết. Rồi đó là trần, còn căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Cái chỗ này có sự sống, con mắt có sự sống mà không có cái biết. Thành ra khi mà vừa chết rồi thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chết liền lập tức. Chết liền lập tức. Thì chúng ta nói người đó chết, nhưng mà dây thần kinh là cái thân thứ hai còn 8 tiếng. Cái này học sinh học thì mới biết. Hồi đó tôi học thì ít nhất cũng là lớp 9, lớp 10 đó, thì mới rành. Học về sinh lý học đó. Thì cái thân thứ hai nó con mắt là cái thân bên ngoài. Dây thần kinh thị giác mới là cái thân ở bên trong. Chúng ta chích ra thì chúng ta biết chích thịt là cái thân bên ngoài. Còn chích gân là cái thân bên trong. Cái thân bên ngoài nó ăn vật chất, tức là sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Còn cái thân bên trong không có. Thân bên trong nó ăn bằng cái hỷ lạc, tức là phải giữ có 8 giới, ngồi thiền định. Có khi 7 ngày 7 đêm, có khi 70 năm, có khi 7000 năm. Sống bằng cái gì? Bằng cái hỷ lạc. Quý vị phải hiểu, thành ra người nào cũng phải tập giữ 5 giới qua 8 giới, tập ngồi thiền định. Thiền định nó giải quyết mọi vấn đề cho chúng ta. Bây giờ quý vị ngồi chừng 15 phút nửa tiếng cái la đau đó. Nếu ăn chay thì sốt ruột, mà cạo đầu thì rát da, ngồi thiền thì nhức chân, thì không có đi tới đâu được hết. Thành ra con người mà quyết chí tu phải có ý chí rất mạnh. Mà Đức Phật kêu là thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng. Tự thắng mình là cái chiến công oanh liệt nhất, không có gì bằng. Và bây giờ chúng ta bỏ mình, chúng ta đi tìm bên ngoài. Như năm nay đó, tháng 12, 21 gì đó, đã bắt đầu tận thế. Cái này đó là thế giới mấy cái đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Phật giáo, nhất là Hòa Hảo, thì đã tuyên bố lâu và thấm trạng trình. Cái gì mèo keo bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn thì máu đầu chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê gì đó. Thì sấm giảng của Quỳnh Phủ Sổ cũng giảng cái này. Người ta nói năm 2000 thì Thiên Chúa cho là tận thế. Thiên Chúa sẽ phán xét xử tội gì, 2000 không có. Mình nói sửa lại 2005 cũng không có. Bây giờ tới 2012, bây giờ sửa lại tháng 12 mà 21. Cái này là khoa học à, đài chiêm tinh của thế giới tuyên bố. Thì nó trùng. Thành ra bây giờ nôm nớp ai cũng lo sợ chết. Người Phật tử mà sợ chết như vậy thì không phải là Phật tử. Bây giờ nếu không tận thế mình chết không? Tuổi thọ hết là phải đi đó. Tôi ngồi đây tôi chết lập tức tại đây cũng có. Sanh thì có vô lượng cửa. Tử là có vô lượng cửa, sanh thì có một cửa thôi. Mà cái tử nó không có hẹn ai hết trơn, cái vô thường. Thành ra mình phải biết cái đó, mà vấn đề sống chết không quan trọng đối với đạo Phật. Mà quan trọng cái gì? Ở vấn đề sa đọa hay tiến hóa. Mà tới Phật Thái Tử Siddhartha rồi tiến hóa Ngài cũng không chịu. Ngài muốn không còn sa đọa mà cũng chẳng còn tiến hóa. Vì cái cõi đó làm sao mình tưởng tượng được. Mình tưởng tượng không nổi. Thế nên Ngài xin như vua cha đó là sống mãi không chết làm sao có.
Nhưng mà có trẻ mãi không già, làm sao mà ai mà trẻ mãi không già, nhưng mà có trẻ mãi không đau, có ai mà có thơ khỏe hoài không? Mà có, cái đó ở đâu? Đó là một cái vấn đề nan giải. Tình thế giới không phải bây giờ, mà từ bắt đầu quả địa cầu có loài người là có sự thao thức đó, mà không phải của đạo Phật mà tất cả tôn giáo. 62 tôn giáo ngoại đạo tìm kiếm không ra tới cõi dục giới, thì người trời thấy rằng, thấy mà thấy lờ mờ, thì thấy lờ mờ đạo Phật kêu là không sáng. Không là vô, sáng là minh, vô minh. Cô chị và tôi đi bóng tối nhá nhem 6-7 giờ, tôi đi tôi thấy có cái gì lằng ngoằng ở dưới sợi dây ở đó, mà tôi nói là con rắn thì tôi là lờ mờ, thấy không rõ. Là hoảng la lên, hoặc là cầm đèn pin rọi, hoặc đi kiếm cây rồi nặng đập nó. Nếu chừng gọi cho kỹ là sợi dây. Thì hết sợ rồi, tôi đứng đó tôi không sao. Thành ra khi mà thấy rõ một cái gì rồi, cái sợ mất. Thì đạo Phật chủ trương là phải thấy rõ. Thấy rõ kêu là cái gì? Là trí huệ. Còn thấy lờ mờ đó là cái tư tưởng. Tư tưởng nó bày đủ thứ hết. Thành ra bây giờ cái vấn đề mà tận thế có hay không, chẳng những là tôn giáo đã nói từ xưa, mà cả tới Sấm Trạng Trình cũng nói, mà bây giờ thêm khoa học cũng nói, Thiên Chúa cũng nói, mà Hòa Hảo cũng nói như vậy. Bây giờ đang hồi hộp hội nhau ở Châu Đốc gì đó, tính là có núi dở gì đó, rồi chọn nhau ở ngoài biển nữa, dành nhau cái mỏ dầu Trường Sa Hoàng Sa gì đó. Có người thọ giới, năm nay thọ giới nhiều năm 2000 cũng thọ biết bao nhiêu rồi, không có. Mà thật sự có hay không? Không phải là không có đâu. Chúng ta phải nhớ quả địa cầu này tồn tại hay là tiêu diệt là do ai, quý vị biết không? Do quý vị, do mỗi người của chúng ta, do tất cả chúng ta. Quả địa cầu này 6 tỷ là 6 tỷ cái tư tưởng thiện, tư tưởng ác hợp lại mới tạo thành quả địa cầu này. Để quý vị toàn thể 6 tỷ mà ác, thì có thiên cơ, có động đất, có chết chóc, có núi lửa, có bão táp, có đủ thứ tai nạn hết. Tâm bình thế giới mới bình. Phải mình yên ổn rồi thì thế giới này yên. Nói con yên ổn một mình rồi làm sao thế giới yên sư? Thế giới này sở dĩ tai ương là do cái nhận thức của mỗi người. Đức Phật xích sanh ra đây, Ngài cũng sanh già bệnh chết, nhưng mà Ngài không có thấy có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Thì nó ở đâu? Nó nằm ngay trong cái sanh già bệnh chết. Tôi hỏi quý vị đó, bây giờ quý vị ra ngoài biển, quý vị nhìn cái dòng nước biển chảy như vậy, rồi khi cái tâm tham sân si nổi dậy, cái vô minh nổi dậy, thì nó biến thành những cái lượng sống. Mà khi tham sân si hết thì nó còn cái dòng nước kêu là năng lực, như tôi nói lại. Thì năng lực đâu có tướng, chỉ là có dòng nước, cái hình dòng nước chảy thôi. Mà khi có sống tham sân si rồi thì có sống, mà sống này là do tham sân si, chứ đâu phải là do dòng nước. Dòng nước không bao giờ tạo ra sống. Nhưng mà sống này ở đâu? Phải nói nương vào cái dòng nước. Không có dòng nước là không có sống. Nhưng mà dòng nước có phải là sống không? Không phải. Mà dòng nước có khác với sống không? Không phải. Rồi cái dòng nước làm sao có sống? Rồi sống làm sao có dòng nước? Sống nó ở ngay trong cái dòng nước. Nhưng mà dòng nước thì bất sanh bất diệt, đời đời kiếp kiếp nó vẫn chảy vậy hoài. Tới chừng mà sống yên rồi thì dòng nước vẫn còn, nước lặng. Rồi sống khác nó nổi lên, nó mượn dòng nước nổi nữa. Thì khi cái sống yên đó là mình chết, rồi sống hiện lên là mình sống. Rồi hết cái tuổi thọ rồi sống lên lại tiêu diệt trở về dòng nước. Dòng nước tức là linh hồn, mà khoa học kêu là năng lực.
Thành ra tất cả lượng sống đều do năng lực cái linh hồn dòng nước tạo ra. Thì là đạo Phật là đạo của duyên khởi, không có cái gì có hết trơn á. Đủ điều kiện thì nó hiện ra, mà thiếu điều kiện thì nó ẩn đi. Thành ra vấn đề mà nói năm 2012-21 gì đó có hay không thì không thể kết luận được, mà phải nói do 6 tỷ người này. 6 tỷ người này muốn có là nó phải có, mà muốn không thì nó phải không, mà muốn dời lại thì nó dời lại. Mà nói bây giờ tụi con tu một mình mà 6 tỷ làm sao tụi con chuyển hóa được? Dĩ nhiên là muốn chuyển hóa được cái đó là phải Đức Phật, A-la-hán hoặc là các ông tổng thống. Tổng thống cũng chuyển một phần thôi, tất cả các tổng thống các nước họp lại ăn chay giữ giới, không chiến tranh nữa, rồi bắt buộc năn nỉ dân chúng phải làm theo, thì tôi bảo đảm là không bao giờ có tận thế, có tôi xuống địa ngục. Còn bây giờ muốn xuống hơn cũng được, bây giờ sát sanh trộm cắp tà dâm đi thì chẳng những là 21/8/12 mà liền bây giờ 2-3 ngày nữa thôi. Thì cái đó là do toàn thể chúng ta quyết định. Tâm bình thì thế giới bình, mà tâm không bình thì thế giới sẽ tiêu diệt. Là chúng ta phải hiểu cái đó, đừng có sợ cái gì hết, mà phải hiểu cho đúng. Hiểu cho đúng rồi không còn sợ. Còn như vậy là nếu mà yên hết rồi thì mình cũng phải chết, nhưng mà mình đầu thai vào cảnh vô tục. Còn bây giờ nếu mà làm ác hết thì mình cũng chết một lượt với người ta. Nhưng mà người nào làm ác đó thì xuống địa ngục ngạ quỷ, mình làm tốt thì tái sanh về cõi trời. Còn mình có phát nguyện nữa thì giảng sanh về Phật A Di Đà. Thì tất cả do mình tạo. Thành ra cái thế giới này là thế giới của cộng nghiệp, nghiệp của 6 tỷ người. Trong đó có thiện có ác, mà hãy thiện lấn cái ác thì nó phải dời đổi lại, cái an lạc nó sẽ kéo dài hơn. Còn cái ác mà lấn cái thiện thì quả địa cầu phải tiêu xuống. Còn nếu thiện nhiều hơn ác rất nhiều thì quả địa cầu chưa hoại đâu. Thì có nói là tùy ở 6 tỷ người. Như vậy thì mình tu có ích lợi gì đâu, mình làm sao chuyển được tới 6 tỷ. Chúng ta nên nhớ còn cái biệt nghiệp nữa, là cái nghiệp riêng của mỗi người. Trong một cái xe hơi 50 người mà chạy xuống sông chết hết không? Làm sao có vụ đó? Có người chết liền tại chỗ, có người chở như nhà thương gãy tay gãy chân, có người không hề hấn gì hết. Cái này là một cái điều lạ. Chúng ta nói là ân trên, Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm cứu chúng ta có không? Nếu nói có là sai, mà nếu không có là trật. Nó khó, cái này mình phải hiểu. Có hay không là cũng do mình. Tại sao có người cầu giảng sanh Phật A Di Đà tiếp, mà có người cầu mà không tiếp? Có người tu rất là tinh tấn, giữ giới rất là nhiều mà không giảng sanh. Có người tu một cách cẩu thả, không tin, tới cuối cùng tin lại giảng sanh. Tại sao vậy sư? Mình phải nhớ là có ba đời. Quá khứ đã gieo nhân thì hiện tại phải hưởng, hiện tại gieo nhân thì tương lai mới hưởng. Mình nhìn cái vườn cây mình biết, nếu mà gieo có hột xoài thì bữa nay gieo mai có trái, đâu có cái vụ đó được. Phải gieo trước 3-4 năm thì bây giờ có trái, còn bây giờ gieo thì phải 3-4 năm sau. Nhân quả, mà cõi này là cõi nhân quả, mà thoát nhân quả được không thì Phật Thích Ca đã trả lời được. Được, nhưng mà phải có biết cách tu. 62 tôn giáo đi tìm ba câu hỏi đó, trả lời không được. Cuối cùng ăn cái bánh vẽ, tạo cái thế giới tưởng tượng do tư tưởng tạo ra, rồi chìm đắm trong đó. Nhất là tứ không, ông vô sự xứ với ông phi tưởng phi vi tưởng. Vô sự xứ thì dạy Đức Phật về A-la-hán, nhập vào diệt thọ tưởng định, nơi không có không gian, không có thời gian, chỉ có nước thôi, không có dòng nước,
tức là không có linh hồn mà chỉ có cái niết bàn tịch tịnh, có cái chân tâm thôi. Mà chân tâm này sanh ra tất cả, mà chính cái chân tâm này nó chuyển biến thì nó tạo ra cái linh hồn. Linh hồn tức là chân vọng hòa hợp, chúng ta phải hiểu. Bởi vì nó chuyển biến nó vọng, nhưng mà nó không có sống, thành ra nó chân. Thành ra thế giới cực lạc là thế giới của chân vọng hòa hợp. Nó chuyển biến thì bắt đầu là có thời gian, nó đứng lặng thì phi không gian. Thành ra không gian thế giới cực lạc với thời gian là một. Chúng ta phải hiểu như vậy. Một là sao? Là chúng ta nhìn sự vật thì chúng ta với sự vật là một. Còn bây giờ mình nhìn sự vật, mình với sự vật là hai. Tôi nhìn tôi biết đó là nước, thì cái biết tôi đó thuộc về nhận thức thời gian. Còn nước đó là đối tượng nhận thức không gian. Cái biết tôi bây giờ khác, hôm qua khác, mai nó khác. Cái biết này tưởng tượng tùm lum ba hồi suy nghĩ nào mà hồi tới giờ nghĩ cái kia. Thành ra như cô Dượng mà truyền cảnh, thì nó nằm ở trong thời gian. Rồi cái đối tượng biết tôi là nước, nó nằm trong có mười phương. Thành ra tôi chuyển cái hiểu biết này thì cái đối tượng phải đổi khác. Nếu tôi là nhà hóa học thì nước trở thành H2O. Còn tôi là nhà điện tử thì nước biến thành điện tử. Tôi là cõi trời thì nước biến thành lưu ly. Thì tùy theo cái nhận thức mà sự vật biến đổi. Còn bây giờ đổi nhận thức thì cái biết đổi không? Đổi. Nhưng mà cái đó là do ảnh hưởng của người khác. Chẳng hạn Đức Phật đưa ông Năng Đà lên cõi trời, thì cái đó là cái biết của Đức Phật. Nhưng mà nhờ sự tiếp dẫn của Phật Thích Ca, Năng Đà mới thấy được cõi trời. Cõi trời dục thôi đó, không mê cõi đó, không muốn xuống. Đức Phật nói con muốn ở cõi này thì con phải tu. Cái này là cái thần lực của ta đưa lên, rồi khi mà ta xuống rồi ta thả trả lại ông đâu có lên được. Rồi chư thiên ở trên đó mới nói cái phòng này để cho Năng Đà, nhưng mà Năng Đà phải đắc nhị thiền. Ông mà mới có thọ giới mà chưa có được tám giới nữa, làm sao mà lên cõi đó được. Thành ra chúng ta nên nhớ nhận thức, đối tượng nhận thức phải tương ưng, ăn hợp với nhau. Mà thay đổi nhận thức thì đối tượng thay đổi theo, mà đối tượng thay đổi thì nhận thức cũng thay đổi theo. Ví dụ bây giờ tôi thấy nước là nước, nhưng mà các nhà khoa học dẫn tôi vô phòng thí nghiệm thì nước H2O. Thì cái đó không phải là nhận thức mà đổi cái đối tượng. Còn bây giờ tôi tu, tôi nhập định, tôi thấy nước là H2O thì cái này là cái khác nữa. Chúng ta phải hiểu. Nhưng cái này vẫn Đức Phật nói đó là ấu trĩ con nít đó. Rồi tôi thấy vậy cái là tôi qua cõi trời vô sắc là cao hơn, là tôi không còn chiếm hữu bên ngoài, tôi không còn sắc lợi tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ nữa. Mà tôi nhập định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, tôi ăn bằng cái hỷ lạc. Thì cái này mấy bà ông phải coi kinh và hạ thủ. Nó sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là ly hỷ dự lạc, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm. Thì họ nói phóng là kéo về. Phóng là gì? Phóng là trở lại sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Thì kéo nó trở về là không cho nó có đó ở trong câu niệm Phật thôi. Phải nhất niệm, tạp niệm là không được. Rồi tới định sanh hỷ lạc là nó không còn phóng nữa, ở trong. Thì bây giờ không có ăn cơm cháo, không có tiêu tiểu ỉa đái nữa, thì bây giờ ăn cái gì? Ăn bằng cái hỷ và cái lạc. Cái hỷ là cái mừng của sắc thân bên ngoài, cái lạc là cái vui của dây thần kinh. Thì là cõi trời sắc giới là sống về bên trong, còn cõi trời dục giới là sống về bên ngoài. Giờ mấy ông sống bên ngoài hay bên trong? Hầu hết là bên ngoài. Ăn chay trường không nổi, 10 ngày cũng không xong.
Thành ra còn nếu mấy ông ngồi thiền được 7 tiếng, 70 tiếng, 7 ngày, 7 năm thì ăn bên trong đâu có tiêu tiểu gì. Ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái hỷ lạc của tất cả các dây thần kinh. Cái này tôi chứng minh hoài đó, mà mình về phải để ý trong cuộc sống mình. Thí dụ mình nghe tin của mẹ mình bên Mỹ mổ, mà lâu quá không gặp bà, mình không biết bà sống chết. Thế chừng mổ rồi điện về bà yên, mà mổ rất tốt, không có gì hết. Thì cái này là cái hỷ, cảm giác mừng là mẹ mình qua cái cơn chết. Nhưng mà mẹ mình từ bên đó đi máy bay về đây mà gặp bà, mình ôm bà một cái, thì cái này cái là mình không biết mình ở đâu nữa. Gặp bà mình mừng quá, mình không biết mình ở đâu. Cái cảm giác này nó tràn cả như các dây thần kinh xúc giác. Còn cái mừng đó là cái cảm giác chỉ ở cái thân thể bên ngoài. Chúng ta để ý đó, khi mình chích thịt đó là cảm giác bên ngoài. Chết rồi thì cái thịt này là chết luôn. Còn dây thần kinh xúc giác là chích gân. Cái này 8 tiếng mới chết. Không phải hiểu cái đó trong người mình chứ không đâu đó. Mà nếu mình sống như dây thần kinh xúc giác thì mình không cần ăn uống nữa. Ăn bằng cái hỷ lạc. Thì đó kêu là cõi trời trung trung gian, hạ giới trung giới đấy. Tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Rồi thấy là cái đó cũng còn kém, còn tệ. Bỏ luôn cái dây thần kinh, sống bằng cái óc, tức là tư tưởng. Chúng ta nên nhớ tư tưởng là cái chỗ, cái óc là cái chỗ của tư tưởng phát hiện để phân biệt. Còn năm dây thần kinh là cái chỗ của cảm giác mượn để phát hiện. Thời mai nay năm dây thần kinh chỉ có cảm giác lạc thọ, khổ thọ. Còn cái óc mới phân biệt. Cái chỗ này mà có cái cô gì ở Mỹ, có bay gì cô hỏi tôi là cũng vấn đề đấy. Tôi giảng mấy lần mà không để ý. Tôi nghe nói là 8 tiếng dây thần kinh mới đứt, 8 tiếng mới chết thiệt. Thành ra người chết là không được liệm liền, phải để 8 tiếng. Vì người chết còn cảm giác đau, 8 tiếng mới chết thiệt. Rồi bây giờ cái mấy cổ hiến xác, người hiến xác thì nhà thương nó lợi, nó lấy liền, nó đem về nó mổ. Đau thấy mổ luôn, chưa chết mà phải đau. Rồi cái dây thần kinh đau mới giữ đó. Mấy ông mấy bà nói nhức cái răng không có nhức. Cái răng ê, như nước đá mà ngập vô thì cái răng nó ê. Cái đó là cái nhức của phù trần can, của cái răng. Mà còn cái tủy tức nữa nó nhức đó. Cái này mới dữ dội á. Phải kiếp nhổ liền, không nhổ là chịu không nổi, nó bưng bưng cái đầu. Thì cái này là cái thân bên trong. Ta loại nhớ. Nói tôi nhức đầu quá, cái đầu nó ê thôi chứ nó không có nhức. Thật sự nhức đầu là chịu không có nổi, nó bưng cái đầu. Phải uống thuốc giảm nhiệt, uống thuốc làm sao cho hết được. Không hết là kêu trời kêu đất. Nhất là những người mà bị kêu bằng cái ruột thừa đó. Thì đâu phải là cái ruột thừa, cái dây thần kinh ở ruột đó nó thúi. Rồi đó nhất lộn mèo á, chung ở dưới sàn mà cũng còn chịu không nổi. Còn nếu ăn đồ trúng thì nó chỉ ê ẩm thôi, dễ hết. Cái đó là phù trần căn trong di thức học, là cái căn nổi bên ngoài. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là phù trần căn, chết là chết liền. Còn dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, 8 tiếng mới chết. Mà hãy bệnh mấy cái đó là chịu không nổi à. Nó nhức chịu không nổi. Mà dây thần kinh đâu phải là nhức, mà cảm giác nó mượn dây thần kinh để nó phát hiện cái nhất. Chúng ta cứ lộn cái đó hoài. Đây là tiếng nói của đài phát thanh Trà Vinh. Thì cái ống loa là tiếng nói trật. Ống loa là cơ quan làm phát hiện cái tiếng nói của đài phát thanh Trà Vinh. Cái tiếng nói mới là chánh, cái đài phát thanh mới là chánh, cái làn sóng mới là chánh. Thì đây cũng vậy, sắc thân phù trần căn là cái chỗ để cảm giác mơ màng vô minh để phát hiện. Tức là nó không có rõ, nó mờ mờ,
thì cái này kêu là ngạ quỷ. Còn khi mà nó phân biệt được là do cái ốc thì có đó kêu là súc sanh. Rồi tới bắt đầu có dây thần kinh đó, thì tất nhiên là có ý chí, có mặt na và có ai lại ra. Chính hai cái này hà hơi làm cho mình phân biệt nhức nhối. Thành ra tôi mới lấy thí dụ, tôi nói cái câu mà cô hỏi tôi trả lời rồi. Cô bay lên trời lên Đà Lạt, cô hỏi tôi mà tôi lớn tỉnh, tôi tỉnh, tôi không có tiếp khách. Thì cổ năn nỉ cho ba lần, cô nói nếu không tiếp là cô không về. Thì câu hỏi này là quyết định cái sanh tử của cô. Cô mong rằng sống mãi không chết, trẻ mãi không già và khỏe mãi không đau, thì hễ giảng sanh về Cực Lạc thì được cái này. Cô sống ở đây muốn được cái này là phải đắc quả A-la-hán. Ở đây làm sao đắc A-la-hán nổi. Còn về Cực Lạc 100 người đắc quả A-la-hán hết 100, không phải về đắc liền đâu. Nhưng mà vào giáo hội Phật A-di-đà cũng như giáo hội Phật Thích Ca, ở đó chỉ có tu thôi à, tiến lên và dậm chân chứ không bao giờ có xa đọa. Nó tương tự như nhập lưu. Mình đã về đó rất là bảo đảm, 100 người là 100 người thành Như Lai. Còn ở đây 100 người thì xa đọa với dậm chân. Còn tiến quá thì rất khó. Tại sao vậy? Tại thiếu thầy sáng, thiếu bạn lành, không người dẫn đường. Bây giờ cõi này ai dám xưng là Phật? Phật là Phật dỗm con à. Cô Thanh Hải giờ xưng là Phật, bây giờ rớt. Nó nhập định một cái có thần thông, có hào quang, cái xưng là Phật. Phật đâu phải là thần thông. Không phải thần thông, Ngài có, nhưng mà không phải là thần thông. Ngoài thần thông còn có một cái trí huệ nữa, là cái năng lực đấy, cái nền tảng mà sanh ra tất cả thần thông. Chúng ta thấy là có 6 thứ thần thông: thiên nhãn, con mắt, thiên nhĩ, lỗ tai, là tha tâm, là cái lỗ mũi, thần túc là cái thân, túc mạng là vị lai của cái bụng. Còn túc mạng rồi lậu tận là, nhưng mà có A-la-hán mới có lậu tận, còn ngoại đạo là có 5 thông, Đề Bạt Đa có 5 thông. Thì ông vua A-xà-thế tưởng đâu ông đắc quả, đắc cái gì đâu, ông đắc thần thông. Cuối cùng ông bị đất rút. Thì chúng ta thấy thần thông không có xài được, chỉ tạm để mà giáo hóa thôi. Còn muốn chấm dứt luân hồi sanh tử rồi phải có lậu tận, tức là không còn phiền não nữa trước cái sự thăng trầm của thế sự, trước cái sự dinh nhục khen chê chửi bới và đen bơ bỡ đỡ mình, bình đẳng, không có phân biệt, không có bị nhiễm nữa, tức là không dính mắc vào cái gì hết. Thì A-la-hán là không dính mắc vào dục, không dính mắc vào sắc, không dính mắc vào vô sắc. Còn nhập lưu thì không dính mắc vào dục của 4 đường ác, nhưng mà còn dính mắc vào người trời, phải luân hồi trở lại khỏi người trời 7 lần. Nhất giảng lai thì không dính mắc vào người trời nữa, tức là cõi dục dứt hẳn đấy, nhưng mà còn dính mắc vào cõi sắc. Bất lai mới dứt được cõi sắc, là không dính mắc vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nữa, nhưng mà còn dính mắc vào tứ thiền, sắc giới và tứ không. Thế A-la-hán mới giúp được cái này là 3 cõi. Gánh nặng được đặt xuống, từ nay việc làm đã làm xong, không còn trở lui lại cảnh giới này nữa. Thì Đại Thừa cho là còn chưa được á, phải trở lại làm bộ dính mắc, tức là bộ này, vấn đề là nó khó. Tức là phải sống như mấy người phàm phu. Muốn độ ăn cướp, mình phải làm ăn cướp Chúa Đảng. Thì Chúa Đảng là độ ăn cướp nó mới nghe. Thành ra 18 vị A-la-hán hồi trước là 18 tên ăn cướp. Bồ Tát ngài độ thì thành A-la-hán hết. Thì chúng ta thấy vậy đó, cũng ăn thịt, cũng uống rượu, cũng say xưa, cũng làm này kia, nhưng gần sắc mà không đắm, gần tiền mà không tham, uống rượu mà không say, đã say mà không loạn. Thì chúng ta phải hiểu, nhưng mà đừng có làm mấy cái đó. Bây giờ tập tư về cõi nhị thiền đi, định sanh hỷ lạc, mà từ đó mới dùng cái này để mà quán xét thì mới được. Vậy thì tóm lại, tôi muốn nói là quý vị phải coi lúc cha mẹ còn sống như thế nào.
Người con phải lo cho mẹ tứ sự ăn, mặc, ở, bệnh. Đó là cái tiểu hiếu thôi, cái hiếu nhỏ nhen, không khéo trở thành bất hiếu. Nếu cho mẹ ăn vậy mà tới chết cho mẹ sa đọa thì người con chưa bổn phận. Cái thứ hai, trung hiếu là phải lo cho cái tâm của cha mẹ, cái linh hồn, tức là cha mẹ phải biết đạo, biết đi chùa, niệm Phật, ăn chay 1 tháng 10 ngày, quy y Tam Bảo, thọ trì 5 giới. Đó là cái nền tảng của người cư sĩ. Thành ra Phật tử gặp tôi có hỏi là 5 điều ác không làm, 5 điều lành phải làm, ai cũng phải thuộc. Mà chỉ có Ngọc Vân là các nơi thì tôi thấy hỏi không thuộc, Phật tử không thuộc. Vô đây tu cái gì vậy? Tu mà có 5 điều sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu mà không thuộc, không sát sanh thì phóng sanh, không trộm cắp thì phải bố thí, thì phải thuộc. Rồi tới cái tâm mới khó ạ, tức là tiến trình của 5 quận: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái này giảng 30 năm cũng chưa rồi, nó cũng nằm trong này. Sắc là gì? Sắc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc thì cho các cảm giác của ngạ quỷ, rồi do tư tưởng. Mấy cái này hợp lợi mà cứ lo về sắc thân bên ngoài thì cái đó là sắc, sắc quẩn. Còn thọ quẩn là cõi trời, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đây là cõi về xúc thực. Rồi tới tưởng quẩn, đây là tứ thiền, sắc giới và tứ không, đây là tu niệm thực. Đó thì quý vị phải nhớ. Thành ra quý vị làm sao giúp cho cha mẹ quý vị Tam Bảo, thọ trì 5 giới. Và khuyên cha mẹ làm sao ăn ít nhất 10 ngày chay dưới là không được. Vì loài thú có linh hồn nó không chết, nó sẽ về nó báo oán. Nhất là cha mẹ mà lúc bệnh thì thần thức yếu, linh hồn yếu xìu. Cái thần thức sắp rời khỏi thể xác rồi thì không có làm chủ thể xác được, thì nó về nó đòi mạng là cha mẹ không có giảng sanh được. Thành ra tôi cái vấn đề ăn chay tôi rất khó. Tôi hỏi có ăn không mà không đủ 10 ngày là tôi không chịu. Có nhiều bà lão 80 mấy tuổi rồi mà ăn có 2 ngày. Ở đây thọ giới thì hứa là ăn 10 ngày rồi giờ nhưng ăn có 2 ngày. Nói tại con cháu bệnh rồi nó đưa nhà thương, nó cho ăn cái gì ăn cái nấy. Tôi nói cho bà dễ nuôi quá, cho ăn gì ăn cái nấy. Rồi bây giờ về con cái nó cho ăn chay mỗi ngày được không? Thì không được. Mình thèm mà mình không chịu nhận cái lỗi của mình, phải thắng mình chứ. Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Thành ra cái câu này Khổng Tử cũng vậy, mà Lão Tử cũng vậy, mà Đạo Phật cũng vậy. Như thế nào là hiểu biết, như thế nào là từ bi? Thì từ bi là biết mình, thương mình. Từ bi là thiên thương, thương mà thương mình trước. Mình chưa rồi mà nói thương người khác là nói dốc. Hiểu biết là hiểu biết ai? Mình không biết mình làm sao biết người khác. Đầu tiên là phải hiểu biết mình, hiểu biết những cái dục vọng, những cái sai của mình. Rồi thương mình là phải thắng, đưa mình lên khỏi trên, đừng có để mình sa đọa. Thành ra quý vị phải khuyên cha mẹ ăn chay ít nhất 10 ngày rồi tới chay trường. Mà tôi thấy là chay thời buổi này tôi mừng đó, là đa số thanh niên nam nữ ăn chay trường rất nhiều. Thọ giới rồi tôi hỏi là ăn chay trường không à, tôi mừng vô cùng. Còn mấy bà lão ở quê, tôi đi giảng pháp rồi tôi rầu, biết rồi tôi cũng chán. Và 80 mấy rồi mà ăn chay năn nỉ 10 ngày không được, cuối cùng có 2 ngày. Nó mà làm vậy là tôi không xuống nữa. Còn thanh niên thanh nữ bây giờ thì lỡ ăn chay trường không, thọ 5 giới là chay trường, tôi rất mừng. Mà nhưng cái đó mới là chay miệng nha, còn chay tâm nữa. Chúng ta phải chay miệng để đi đến chay tâm. Miệng chay mà tâm mặn thì chay thành mặn, chúng ta nên nhớ. Nhưng mà ăn chay miệng không được thì làm sao qua chay tâm được. Thành ra chúng ta phải cố gắng. Thì hôm nay tôi nói để rồi quý vị đa số cầu an cầu siêu cho mẹ thường cốc. Cái đó rất hay.
chứng tỏ cái lòng cung kính thương yêu cha mẹ, nhưng mà không có hiểu biết. Ai mà không thương cha thương mẹ? Cha mẹ nào không thương con? Con nào mà không thương cha mẹ? Nhưng mà thương là thực hành cho cha mẹ tiến hóa. Nếu cha mẹ chết mà giảng sanh về cực lạc, mà trung phẩm mà xá lợi có đống, thì mình khóc làm gì, mình mừng chứ. Rồi muốn gặp bà thì mình giảng sanh nữa thì gặp bà. Bà chỉnh doãn diễn bà thành Phật, còn cái gì quý giá hơn nữa? Thành ra mình phải coi cuộc sống của cha mẹ. Bây giờ cha mẹ xa đọa thì lỗi ở người con, thì bây giờ mình có hiếu mình trả hiếu đi. Còn cha mẹ con chết mà đó con không biết đạo, bây giờ làm sao sao? Thì bây giờ mình tu, mình tu cho đắc quả, mình sẽ thấy linh hồn cha mẹ ở đâu. Thì sắp sửa tới rằm tháng 7 nè, thì một kiền liên đắc lục thông rồi nó mới phóng ra coi, thì thấy cha mẹ mình ở dưới ngạ quỷ. Thì bây giờ mới cứu cha mẹ, cứu làm sao? Một mình làm sao cứu được? Thì phải nhờ Trư Tăng giáo hội 1250 vị. Cha mẹ chết là chết với xác thân, với linh hồn nó vẫn còn. Mà linh hồn về cực lạc rồi thì cầu cái gì? Linh hồn về cõi trời thì cầu về cực lạc, mà về cực lạc rồi cầu đâu nữa? Mà nếu linh hồn ở địa ngục thì mình cầu của cha mẹ lên, thì kêu cái là cha mẹ tới liền. Nhưng mà lúc còn sống mà không tu thì bây giờ chết thì cũng khó năn nỉ quay về. Nhưng mà Chư Tăng thì năn nỉ được, có đức người ta lớn lắm. Thôi tôi nói vậy để Phật tử nhớ ha. Giờ tôi kể đó, một là địa ngục hữu gián vô gián. Địa ngục vô gián tức là sắc thinh hương vị xúc pháp. Địa ngục hữu gián là mắt tai mũi lưỡi thân. Còn ngạ quỷ đó là có cái biết cảm giác mà chưa có tư tưởng, đó là ngạ quỷ. Còn loài thú có tư tưởng mà chưa có ý chí. Tới loài người mới có ý chí là nghiệp, thì loài người mới có thể thành Phật được. Tới cõi trời dục giới thì có ý chí, có nghiệp mặt na đấy, mà lại có kinh nghiệm kiến thức nữa, tức là có a la gia. Tới cõi trời sắc giới a la gia rất là dồi dào, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Tới tứ thiền a lợi gia nghĩa là siêu, nghĩa là cao việt nhất. Người ta không còn sống với sắc thân bên ngoài, sắc tài danh lợi nữa, mà sống với cảm giác cũng không sống luôn, sống với cái mông lung của tư tưởng. Cái này có à? Có cô tình giới có việc hỏi cái mông lung là sao? Con ngồi sao con không biết cái mông lung là cái gì? Hãy tu cho, ông tu mà hỏi tôi làm sao trả lời? Cái đó là mấy người phải tu, ít nhất là phải qua nhị thiền, định sanh hỷ lạc, cứ đi chơi hoài. Nhất là muốn buộc cái mông lung chúng ta ra ngoài biển á, ngồi phải biển rồi ngó cái biển á, hoặc leo lên trên núi cao dòm khắp nơi, thấy còn có hư không không à. Mà tôi đố quý vị nắm được cái hư không, quý vị diễn tả cái hư không. Nó mông lung mà diễn tả cái gì? Không có gì ra ngoài khỏi hư không hết á. Hư không vô biên, chúng ta thấy đất, nước, lửa, gió, ôi nằm ở trong hư không. Xác thân này không có ai ra ngoài hư không hết đó, ở trong nó bao trọn gói. Thế mà Đức Phật còn nói là hư không chưa được, hư không là vật lý. Thế thức vô biên, cái này mới vô lượng thiệt, tức là linh hồn, dòng nước linh hồn. Một khi nó nổi sống lăng tăng thì gọi là hư không. Để có sống là có hình tướng. Một khi nó xẹp cái sống xuống rồi cái tướng mất, thì còn có cái hình dòng nước. Cái này bao la đấy. Nhưng mà còn chảy, để chảy thì rộng, mà không có sống thì là chân, chân rộng hòa hợp. Thành ra cái linh hồn mình khó hiểu. Mình có thể ngồi thiền sâu mình nhận nó được, kêu bằng thầm hội đó. Hiểu biết một cách lờ mờ, chỉ có A-la-hán mới nắm được, bất lai còn chưa nắm được. Bất lai là nắm được có cõi trời vô sắc, tứ thiền thôi. Còn nó cấm được tứ thiền hư không vô biên, thức vô biên, vô sử phi vị tưởng là phải A-la-hán. A-la-hán bên đại thừa còn chê đấy, phải phát bồ đề tâm, làm bộ trở lại địa ngục ngạ quỷ, làm bộ dính mắc, mà thật sự cái tâm vẫn bình đẳng. Thôi tôi nói vậy để quý vị cố gắng tu. Rồi khuyên cha mẹ, nếu cha mẹ chịu ăn chay
Thọ năm giới đó là trung hiếu, cái trung thôi, chưa có đại hiếu. Đại hiếu là mình phải tu, mình phải đắc quả, mình biết căn cơ của mẹ mình ở đâu, mình giúp được cha mẹ giảng sanh về cực lạc, không thì phải nhập lưu, thì đây mới là đại hiếu. Còn cha mẹ còn lẫn quẩn chưa có nhập lưu, mà không nhập lưu thì phải chắc chắn giảng sanh về cực lạc, hạ phẩm cũng được, trung phẩm cũng được, thì đây mới là đại hiếu. Mà muốn vậy tất nhiên mình phải đắc, mình phải đắc thánh quả, mình phải giảng sanh chắc chắn, giáo pháp mình phải thật rành. Thì tôi thấy ở đây chưa có ai làm được lắm. Còn giúp cho cha mẹ thọ giới, quy tam bảo, trung hiếu thì đây tôi thấy làm nhiều. Còn đại hiếu thì chưa ai làm đâu. Hiếu là ít nhất phải xuất gia, mà xuất gia là phải xuất gia không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, chứ phải xuất gia ra bán bánh trung thu, bán tàu hủ để mà sống, thì tôi ở ngoài đời cũng làm được đó. Bây giờ tôi thấy bế tắc, người nữ đó, vô chùa tu bây giờ làm nước tương kho quẹt, làm tàu hủ, làm nước tương để bán, thì thời giờ đâu nữa mà ngồi thiền. Ngồi thiền ít nhất là 2 tiếng trở lên, chưa thấm đâu, ngồi 7-8 tiếng, chừng nào 9-10 tiếng mà ngồi được bất động đó, thì đây là qua cõi trời sắc giới. Thì đây người này nếu mà chịu trăn trở thao thức thì có thể thấy được cái bất tử. Trăn trở à, chứ còn nhị thiền không khéo lên tam thiền, lên tứ thiền, qua tứ không thì không, tứ không thì nó cao hơn, nhưng mà vô đó rồi hưởng có mông lung, không ra nổi đâu. Chỉ có một vị thánh tăng, người ta cái tâm, người ta tâm cao, người ta vô người ta ra được, chẳng hạn như một Kiền Liên. Thôi tôi nói vậy thôi nha, rồi mỗi lần tôi nhắc lại một chút. Thì tôi Phật tử nào muốn cầu an, cầu siêu của cha mẹ thì cầu ngay bây giờ, nếu cha mẹ còn sống. Còn cha mẹ đã chết thì trai tăng như nãy đó, thì nhờ quay thần của chư tăng, nhất là những chư tăng mà có giữ giới kỹ đó. Thì bữa nay tôi thuyết pháp thì những cái dông người ta về đến đây người ta nghe. Mà nếu mà lúc sống mà có tu rồi thì dễ dàng thôi, còn hồi sống không tu thì bây giờ cũng khó độ lắm. Thì mình cứ tiếp tục độ dài dài. Mỗi năm có rằm tháng 7 thì mình đi cúng các trường hạ đó, nhờ chư tăng viết danh sách do chư tăng cầu cho. Thì nhiều lần cha mẹ mình cũng phải chuyển cái tâm thôi, đâu có ai là sắt đá được. Nhưng mà xuống tới địa ngục ngạ quỷ rồi khổ quá, thì cái khổ này làm để cha mẹ quay đầu. Thì chúng ta phải cố gắng thôi, cái gì phải bền thôi. Mà muốn vậy thì mình phải tu trước, mình phải có cái tâm từ thiện, coi tất cả cha mẹ đều là cha mẹ của mình. Chứ quý vị mà tự tứ, quý vị có một cha một mẹ thì được, tốt, cõi đời không có trách được. Nhưng mà đạo Phật thì trách, cái tâm còn nhỏ hẹp lắm. Thế đó là tiền trao cháo múc, lợi dụng lẫn nhau. Còn đó cha mẹ cực khổ như nãy cô đó cô đọc, cha mẹ cực khổ mua tảo bán tành để nuôi con tới ngày lớn rồi, bây giờ tính đời ơi người cha mẹ mất. Cái đó đúng, rất hay, nhưng mà dừng ở đó là không được. Ví dụ cô còn biết bao nhiêu cha mẹ, nó phải có một mình một cha một mẹ đó. Nếu mình quyến liếng mình trở lại là kẹt nữa. Trâu bò heo chó là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp, và những người lối xóm cũng là cha mẹ của mình. Tôi thấy cái đó là Phật, đạo Phật rất hay. Nhiều khi mình tốn tiền cha mẹ chết ở bên Mỹ, mình cho vô bọc ni lông trở về đây làm cái mồ mả còn hơn cái nhà ngoài đời. Cái gì đi coi, có mồ mả là 1-2 công đức, xây thật là đẹp giống như cái nhà người ta ở. Mà trong lúc đó người lối xóm có người già bằng cha mẹ mình bệnh hoạn, xin mình 100.000, 1.000.000 đồng để giúp đỡ, không. Người đời đâu ai trách, đâu phải cha mẹ tôi có nuôi tôi ngày nào đâu. Nói vậy là tiền trao cháu múc, cha mẹ con ơn với tôi, vậy tôi trả lại, thì đó đúng thôi. Nhưng ở tâm đó nó kẹo quá, nó nhỏ hẹp quá. Thành ra muốn trả ơn cha mẹ là phải trả ơn vô lượng cha mẹ. Đừng nghĩ tới mình ăn thì hết, nghĩ tới tất cả mọi người. Trong đó chẳng những cha mẹ mà trâu, bò, heo, chó, trong nhiều kiếp chúng sanh trong 6 đường đều là cha mẹ của chúng ta. Thôi bây giờ tôi nói bao nhiêu đó thôi ha.
Ai có cầu cho cha mẹ thì ghi nhớ cái đó làm ngay bây giờ. Nếu cha mẹ còn sống, còn đã chết rồi thì trai tăng và cầu dài dài. Khi có nhân duyên mà chưa tăng hồi hộp đủ thì cứ cầu. Còn nếu mình đắc quả thì biết cha mẹ siêu hay không à, nằm chim bao là thấy thôi, thấy không? Thì thôi vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho quý Phật tử cố gắng. Thì cái thời này là thời mạt pháp đấy, người tu rất nhiều mà người thiệt tu rất ít. Thiệt tu đây không phải là mình là biến, có người tôi nói là không biến không chịu, mà thật sự có nhiều chị bây giờ siêng năng dữ lắm, nhưng mà siêng năng mà tiến không được. Tại sao vậy? Không có người đồng minh, không có người hỗ trợ mình. Cũng như bây giờ đó là cái vấn đề tịnh độ là thù thắng nhất. Tôi không phải là nói nó hơn các pháp môn khác, nhưng mà nó có tự lực, có tha lực. Có người nói tịnh độ là tha lực, chứ không có tự lực là không tha lực. Không tự lực làm sao nhất niệm được? Phải nhất niệm rồi cầu nguyện giảng sanh, chứ mà tạp niệm cầu xói đầu rồi giờ Phật cũng không tiếp dẫn. Tôi phải hiểu cái đó. Thì nhất niệm là phải cực khổ lắm mà, khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật là cả một vấn đề. Thì quý vị cố gắng, thì mình cố gắng giúp đỡ mọi người. Cái tâm phải mở rộng, nhất là cái ban hộ niệm. Thì quý vị nên đi hộ niệm cho người ta. Hộ niệm càng đông, nếu mình có giữ giới thì cái linh hồn đó không giảng sanh cũng phải giảng sanh. Thành ra vấn đề hộ niệm rất là quan trọng. Ở đây tôi mở ban hộ niệm cũng cả trật cả vô quậy. Có một khi đi mình đi vì tình cảm, thì đó là Phật tử và bạn có cốt thì mình đi, còn không thôi là không đi. Tôi biết sao giờ, tôi nghe Phật tử lại than với tôi nói giờ biết sao, tại hoàn cảnh nó vậy. Rồi giờ mở cái quán cơm từ thiện nữa thì cũng cả trật cả vô rồi. Tôi thiếu có đức, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Nhờ mấy người Việt kiều này cứ gửi tiền dài dài dài. Bây giờ người dân nghèo lắm, là họ sao họ ăn chay được. Giờ mà nấu sẵn, mà năn nỉ họ ăn, thì hoa mai mà chúng ta biết là gạo lứt là một thứ chất bổ đầy đủ nhất, nó trị bá bệnh nếu chịu ăn cho đúng. Mà bây giờ ăn không đúng thì chết nó cũng không nhức mỏi. Nhức mỏi là khó niệm Phật lắm. Không nhức mỏi rồi chết ra đi một cách êm thấm, đó là vấn đề nồng cốt ở đây. Thành ra tôi hai cái giờ thỏa mãn hết. Một là cơm từ thiện giúp cho cái thân thể mạnh khỏe, để ở đây xong rồi, ở đường số 2, số 3 gì đó có cái quán cơm từ thiện cho không gọi lúc nhớ mẹ đó. Còn cái thứ hai là ban hộ niệm. Thì ở đây là tôi điều khiển là cũng được 4-5 người khai thị. Chỉ có người khai thị là có thôi. Còn Phật tử kia cứ lợi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật theo người ta thôi, cứ dễ ợt vậy thôi. Mà nó cũng cà trật cà vũ hà. Bởi vì mình làm mà không có cái tinh thần mà vị tha, cái ganh tị về người này, ganh tị người kia. Có những người người ta tu nhiều kiếp, bây giờ người ta mới thọ giới mà ta giỏi. Có người là tu rất lâu rồi mà vì giải đãi cái tiền kiếp mình, cái phước báo thiếu, mà ra mình không được thông minh sáng suốt lắm. Mà đạo Phật là mình ngó mình thôi, đừng có ngó bên ngoài. Mỗi người phải lo lấy mình thì cái thế giới này biến thành cực lạc hết. Tôi mong cầu vậy đó. Vậy trước khi dứt lời một lần nữa, tôi xin cầu chúc cho quý vị. Thì bữa nay trai tăng đó là cầu siêu cho cha ông Trần Văn Tập hưởng thọ 61 tuổi, cầu an cho mẹ là bà Võ Thị Hoa 84 tuổi. Thì nãy có tác bạch rồi đó. Còn trai tăng cầu siêu cho mẹ bà Quỳnh Thị Ngó 89 tuổi, ông Trần Hơn 83 tuổi, và cầu siêu ông Nguyễn Văn Chí pháp danh Văn Tuệ, lâm chung ngày 12 tháng 4 âm lịch 2012, hưởng thọ 84 tuổi, và bà Phan Thị Ngó lâm chung ngày 13 tháng 10 âm lịch 2001, hưởng thọ 75 tuổi. Như vậy là cái buổi giảng của tôi đã xong.